Tối ngày 15 tháng 10, tại khu vực trước nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã tổ chức chương trình đồng diễn thể dục aerobic để kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10. Chương trình này nhằm tôn vinh tinh thần rèn luyện thể dục theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại và thúc đẩy phong trào mỗi phụ nữ lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và cải thiện sức khỏe. Đại diện hơn 700 phụ nữ từ 32 câu lạc bộ, trung tâm thể dục thể thao ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu đã tham gia màn đồng diễn thể dục aerobic. Sự kiện còn chứng kiến màn biểu diễn võ thuật do nữ cảnh sát công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với sự tham gia đông đảo và sôi động, ban tổ chức kỳ vọng rằng trong tương lai, những hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe sẽ được phổ biến rộng rãi trên khắp cả nước. Mỗi người có thể lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày dựa trên tình hình sức khỏe, giới tính, độ tuổi và thời gian. Đây chính là cách học tập và theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ một cách hiệu quả và thiết thực. Châu Vĩnh Huy, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Thành phố Hồ Chí Minh, trong lời phát biểu mở màn, đặc biệt nhấn mạnh rằng phụ nữ cần mạnh mẽ tại thời điểm thích hợp và mềm mại tại những tình huống cần thiết. Sự kiện này là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thể dục và thể thao nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc.